Đến gần 8 giờ ngày 27 tháng 11, Công an quận Gò Vấp vẫn đang phong tỏa hiện trường, dọn dẹp, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xe container lật ngang trên đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp. Trước đó, tai nạn được xác định xảy ra lúc 3 giờ cùng ngày, khi người dân đang sống gần đó nghe tiếng động mạnh. Đến kiểm tra, họ phát hiện xe container di chuyển từ đường Quang Trung, quận Gò Vấp đi hướng quận 12, lật ngang trên đường và một phần vỉa hè. Đồng thời, thùng container cũng đè hư hỏng nặng một xe máy kéo thùng chở rác đang đậu trên vỉa hè. Người dân chứng kiến cho biết, lúc xảy ra tai nạn, tài xế xe chở rác kịp thời chạy thoát. Ảnh hưởng của tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài. Công an quận Gò Vấp đang trích xuất camera điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.